Hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với Kai nhà phụ tùng lịch sử cấp theo yêu cầu của một vị khách thì bẩn DD quá hiếm cho nên dùng bẩn custom chế lên bẩn DD là bằng cách là hàn cái lỗ cho đây các bạn đó. Thì để hàn cái lỗ cho đây thì mình đã sử dụng một cái miếng phía bên đây, lấy cái miếng phía bên đây thì hàn lại đây đó theo chuẩn y chang như bẩn DD luôn các bạn. Đấy, thì đây là một cái bẩn custom tháo xe. Đấy, còn tương đối khá là đẹp các bạn. Cái này thì rất đẹp nha các bạn, còn 95%. Rồi đó, cái bẩn này chưa đánh bóng luôn các bạn, chưa đánh bóng luôn, thích hợp cho anh em gắn DD rất là đẹp nha. Đó, mình đã hàn lên. Giờ hiện tại là chưa có máy đánh bóng nên mình không có đánh bóng vô đây được các bạn. Mình chỉ hàn rồi mài cho nó không có gai, rồi lấy dao lam cạo cho nó mềm ở đây. Rồi bước còn lại là đem ra tiệm người ta đánh bóng là nó sẽ láng o giống vậy các bạn. Hiện tại thì mình không có dụng cụ chuyên dụng để đánh bóng cho nên nó không có bóng được các bạn. Rồi thì mình sẽ bán cái bẩn như thế này nha các bạn. Ở đây nó có nứt một tí xíu dưới góc, mình có hàn cho đây lại các bạn. Đó. Rồi, tình trạng ở ngoài rất là đẹp nha, có logo đầy đủ. Đó. Giá hiện tại là 2 triệu 7 nha. 2 triệu 7 cho anh em. Đấy, đây. Nên nhìn. Đó. Rồi mình cắt rất là chuẩn luôn, đo một cái cắt phát một hàng rồi đã xử lý hết mềm mò các bạn. Lên DD là bao đẹp luôn các bạn, lên DD là bao đẹp nha. Bẩn anh em gắn cho xe 820 đề hoặc là DD. Ok hết nha các bạn. Thông thường thì người ta sẽ lấy cái bẩn của thằng 86 không đề, nó liền ở đây. Nhưng mà cái cổ của nó sẽ cắt tới đây hả các bạn. Rồi nó sẽ hàn cái cổ lên để nó làm thành DD. Nhưng mà xử lý thành cái cổ giống vậy nè, không có được các bạn. Chỉ trừ khi chúng ta có một cái bẩn như thế này, chúng ta cắt cái miếng này nè, chúng ta hàn vô mới được. Mà kiếm một cái bẩn mà nó bẩn cũ mà còn ở đây thì chắc cái bẩn nó kiếm khỏi kiếm luôn các bạn. Chỉ có hàng cái miếng bên đây là nó nhanh nhất thôi các bạn, nhanh nhất là hàng miếng đây đó thì có thể xử lý được. Thì anh em là có thể yêu cầu bên mình làm thêm mấy cái nữa thì cũng có thể làm được nha các bạn. Đó, rất là đẹp nha. Đang bán với giá 2 triệu 7, giá thử nghiệm các bạn, giá thử nghiệm nha. Đấy, rất là đẹp nha, bên mình lựa bẩn rất là đẹp, không chày xước, không bể, chưa đánh bóng, rất là liền luôn. Đó, bẩn viên tháo xe rất là đẹp luôn nha các bạn, nha anh em. Đó. Rồi các bạn. Rồi, anh em mà có nhu cầu thì nhắn tin, gọi trực tiếp tâm Zalo với mình các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng lên xe cấp bên shop Ken Ken nha. Cảm ơn tất cả các bạn.